Xin chào các anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em mình xem một con động cơ ha. Yanma 3 máy 3 tên là A72 18 PS ha. 2600 tô, maximum là 2850 tô ha. Con này ngoại hình thì khỏi bàn luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Máy là nguyên zin luôn nha anh em. Chân máy nè, có sẵn hết ha. Ốc chân máy là 7 màu hết nè. Sạc. Đó. Ô bô nè, ốc bô nè. Đấy, phải nó cực kỳ đẹp luôn. À, màu nhớt nè. À. Đi khui thụ lùi. Con này nó xài tắc cơ nha anh em. Đó. Bơm dầu. Báo nhớt nè. Poly. Đó. Này nó hiện tại nó chạy là poly 40 ha. Con này đời nắp cò có càng nghe ha. Đó. Có e sẵn luôn nè anh em, là mà chạy mấy cày rồi á. Để bỏ vô. Là mình chạy xe rô luôn ha. Đó, nắp còn nó có sẵn nghe luôn nè. Poly quạt gió nè. Rất là đẹp luôn, 7 màu hết. Đây, xả nhớt ở đây ha, châm nhớt đây, thâm nhớt. Dàn lóc nè. Cái co dầu nè. À. Rồi nổ đi. Rồi đợi lại cái nữa đi. Đó. Máy đẹp con này thì nổ luôn. Cực kỳ phơi luôn. Máy cổng lốc 72 luôn ha. Con này trọng lượng của nó tầm khoảng 70-80 kg nha anh em. Này Yanma nè, số seri nữa nè. 719 ha, 621. Rồi anh em nào mà chốt con này thì em giá hiện tại em bán là 12 triệu anh nha anh em. Đó. Anh em nào mà chốt con này thì việc alo của số điện thoại là 0373 453 633 nha, và 0972 547272 72 nha anh em. Rồi tại cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu ha, địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dầu, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Rồi em kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.